Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam. Thua cuộc trong thử thách đồng đội trước, đội xanh theo Nguyên Giáp làm đội trưởng đã đối mặt trước một quyết định hết sức khó khăn khi chính anh phải lựa chọn ra hai thành viên nấu tệ nhất trong nhóm để bước vào thử thách loại trừ tiếp theo. Đứng trước quyết định này, Nguyên Giáp đã chọn ra Thái Hòa và Quang Huy cho cuộc đối đầu với thử thách làm ba món trứng. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của Nguyên Giáp về chiến lược này. Thật ra thì khi tôi chọn hai người đấy là vì cái họ phải chịu trách nhiệm vì chính việc họ làm. Chứ lúc đó tôi chưa nghĩ gì về chiến thuật. Tuy nhiên là khi bước lên cái lan can thì khi mà nhìn xuống lại thì tôi thấy đây quả là một sự may mắn. Bởi vì anh Huy và chị Hòa đều là hai đối thủ rất mạnh. Và tôi nghĩ là nếu mà một trong hai người về thì đó sẽ là một cái lợi thế cho tôi trong những vòng đấu thêm và vòng đấu tiếp. Và cái quyết định này tôi sẽ không hối hận. Dường như đây không phải là cuộc đối đầu loại trừ gây cấn như những lần trước. Cả Quang Huy và Thái Hòa đã có sự tương trợ, gắn bó và giúp đỡ nhau hết mình. Theo dõi diễn biến từ trên cao, các thí sinh còn lại đã có những suy nghĩ và nhận định khác nhau. Việc mà thắng hay thua của một đội thì quan trọng nhất, cái người giữ quyết định quan trọng nhất phải là đội trưởng. Và anh phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Thái Hòa không phải là người được giao việc để làm món thịt gà, là cái món mà gây tới sự thua cuộc của bên đội xanh ngày hôm nay. Mình đành phải nghĩ rằng là ok, là cuộc chiến, cờ vào tay ai người đấy phất. Xét được cái cạnh giáp đúng ở vai trò và ở quyền lợi mà anh ta có. Tôi nghĩ là Nguyên Giáp chọn anh Huy và Thái Hòa để vào thi đấu vòng loại hôm nay như vậy là chưa có đúng. Tôi nghĩ đó là một cái chiến thuật rất là hay của Giáp, rất là khôn khéo và rất là nhiều cái mưu kế để loại dần những người mà mạnh trong cái cuộc chơi này. Nhưng với tôi, quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là cuộc đời này nhá, có vay có trả. Có lẽ là Giáp đủ hiểu và đủ để suy nghĩ, nhìn nhận xem ngày hôm nay mình đang làm việc gì. Kết thúc vòng thử thách loại trừ ngày hôm nay, 8 thí sinh sẽ chính thức bước vào một cuộc chiến gắt gao và áp lực hơn rất nhiều. Khi vòng thi sau sẽ cùng lúc loại trừ cả hai thí sinh. Kết quả sẽ được sáng tỏ tại tập 15 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2013 trên kênh VTV3 và chương trình đồng hành phát sóng vào lúc 11 giờ 55 phút hàng ngày cũng trên kênh VTV3.